Ngày 26 tháng 3, anh Bùi Văn Trọng ở xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đang đi trên quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thì nhặt được chiếc túi sách màu đen. Bên trong có 500 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Thị Thủy Năng. Ngay sau đó, anh đã đem chiếc túi nhặt được đến công an xã Thịnh Hưng nhờ trả cho người mất. Công an đã nhanh chóng liên hệ với chủ nhân của chiếc túi. Sau khi xác minh đã trao trả lại tài sản cho chị Vũ Thị Thủy Năng, hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của anh bùi văn trọng là nghĩa cử cao đẹp góp phần lan tỏa hơn nữa những việc làm tốt trong cộng đồng